Nhưng mà như cô nói là có chú bảo vệ đã từng coi đúng không? Mà ông chết rồi, nhưng mà ông đã từng nghe tiếng người trên đó. Nghe tiếng chân đi. Dạ. Ông ngủ trên giường rồi xong cái ông giật mình dậy là thấy ngủ dưới đất. Còn cái chuyện mà bảo là tiếng người đi chạy lần lần là có. Chạy nhanh. Chạy nhanh lắm mà. Mặc đồ gì ông thấy mặc đồ gì, tóc tai sao không? Tôi thấy tóc dài. Tóc dài. Mặc đồ màu gì con nhớ không? Màu trắng. Màu trắng. Màu trắng có màu đỏ đỏ. À, màu trắng với màu đỏ đỏ. Nó chạy qua là mấy đứa con đều thấy hết luôn. Vừa sợ vừa chạy xuống đây lại, vừa có một bạn lại trên đó. Chào cả nhà, thì hiện tại mình đang đứng trước cái khu nhà, khu biệt thự của chú họ nha cả nhà nha. Thì đây là một khu biệt thự cũng tương đối là khá cổ. Thì chú họ là như mọi người mình sẽ nhắc lại một chút xíu về chú họ. Thì chú họ là một người người Trung Quốc ở Phúc Kiến. Thì ông sinh năm 1845 và mất năm 1901. Thì do cái gia đình của ông không có chịu sự dưới cái chế độ của triều Thanh, nên ông đã bỏ sang bên Việt Nam mình và làm rất là nhiều nghề. Nghe nói là có lượm ve chai hay buôn bán cái gì đó. Nhưng mà cái những video trước của mình thì mọi người có thể coi trước những năm trước thì mình đã từng nói về ông rồi. Thì bây giờ mình đã tới cái nhà này và nói sơ sơ một chút luôn về cái khu nhà của ông. À, tại sao lại có mặt ở cái khu vực này và cũng cả khá lâu rồi nhưng mà vẫn còn tồn tại. À, mọi người thấy là người ta đã làm lại cũng khá là mới nhưng mà lại bỏ hoang. Qua nhiều đời chủ rồi cái khu này vẫn bỏ hoang nha cả nhà nha. Thì đây là cái khu nhà của ông. Rất là lâu rồi cả nhà. Và được đã từng sang tay rất nhiều người, trong khi đó là gia đình chú họ không còn nữa. Thì để mình nhắc lại một chút xíu luôn. Thì cái khu nhà này được cho là rất nhiều chuyện ly kỳ và nó liên quan tới tâm linh rất là nặng. Khi mình tới mình thấy là có một chỗ ít là sửa sang vét vôi vét đồ lại cả nhà, rất là sạch sẽ nha. Để mình tham quan xung quanh một xíu rồi mình sẽ vào nhà cho mọi người biết luôn. Bên đây có một cái khu biệt thự khác cũng mọc lên. Khu biệt thự của ông được xây bằng đá xanh rất là rộng, đá núi mà trẻ cả nhà, xây rất là cao. Nó là đá dưới một cái nhà ở ấy. Bây giờ làm cái phòng mỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà. Thì ngôi nhà chính chính cửa của ông là lúc năm ngoái mình có làm một video cũng vậy. Thì nói về cái ngôi nhà này nha, mình xin nhắc lại tại vì tại sao nói về tâm linh và những cái chuyện ma quái nó có rất là nhiều. Là những YouTuber rồi những người dân người ta đồn thổi là không biết là có thật hay không. Trong đây người ta đang sửa chữa lại cả nha. Và khi mình tới đây thì mình thấy có một cái bàn thờ và nhang đó, có ba ly nước. Thì cái nhà này mà xuất phát từ cái thời mà của chú họ khi có xuống du lịch dưới đây thì thấy dưới đây khu rất là đẹp và đã mua một cái mảnh đất trên cái ngọn đồi luôn để xây cái ngôi biệt thự này. Rồi sau này khi con gái của chú họ là cái cô Hứa Tư Lan cả nhà đã bị bệnh, một căn bệnh lúc đó là phải nói là rất là lãi luôn nha, rất là khó chữa. Thì đó là một cái chứng bệnh gọi là bệnh phong cùi, nên
đã từng bị giam lỏng trong ngôi nhà 99 cửa ở thành phố, và sau đó là khi sợ mọi người mà biết cô bé bị bệnh nên đã đem xuống đây. Nhưng mà không biết là sau này cô đó chết hay như thế nào thì biết. Mọi thứ vật dụng ở đây rất là tùm lum luôn. Thì về cái câu chuyện ma về cô gái của chú họ, gọi là con ma nhà họ Hứa cả nhà, một bộ phim từ trước những năm thập niên 70 và đã từng làm đình làm đám luôn và cũng được quay nơi đây. Thì từ đó nó đồn thổi lên rất nhiều câu chuyện rất là hay. Và vô đây sao mình thấy lạnh lạnh ta, bỏ lâu quá không biết. Đây cả nhà, ở trên đây là một ngọn đồi và phía xung quanh thành là được xây bằng đá này, vẫn còn cái khu cổ một dãy rất là rộng. Bên kia là có cái hồ giống như hồ Bái Nguyệt nữa kìa. Hương này xây khá là dày nên còn tới bây giờ cũng phải thôi cả nhà. Thì đây là cái khung cảnh của ngôi nhà nha. Nhìn bề ngoài nó là một cái tòa biệt thự, phải nói là rất là tráng lệ, nhưng mà khi vô đây thì bị tan quét tan quét hết. Thì sau cái thời chú hỏi xong, mình có từng biết là rất nhiều, phải nói rất nhiều cái bên kinh doanh người ta đã tới đây và người ta đã thầu lại để làm dịch vụ khách sạn, nhưng mà không thấy gì cả. Dưới đây có cái lỗ hang sâu gì cả nhà. Có cái hang gì vậy? Trước thì người ta nghe nói là đừng thấy ma ở đây. Và về cái câu chuyện cô gái mà con của chú họ thì người dân đồn thổi rất là nhiều. Dưới đây là một cái hồ nước trước, mà bây giờ là không có ai ấy nên nó nước thì vẫn còn. Thì mình tới đây mình chủ yếu là tham quan lại và tìm hiểu và thứ là nó có cái thật vấn đề đó hay không. Thì nghe dân đồn thổi thôi, rồi những câu chuyện là cầu đề cầu đớm nữa. Rồi khi mà tới cầu mà người ta cho mà không có đáp ứng được nhu cầu thì người ta sẽ thế này thế nọ. Và đây là phía sau của khu biệt thự nè. Và đây cũng có một cái ngôi nhà cũng đang xây, nhưng mà như mình thấy bỏ dở luôn, không biết có còn tiếp tục xây nữa hay không. Rất là rộng lớn và rất là đẹp, khá là rộng đó nha, nhưng mà không hiểu sao người ta lại bỏ rất là uổng. Mà nghe đâu nói là rất là nhiều từ mấy công ty rồi đã tới đây thầu lại và đã từng làm cái khu du lịch ở đây. Cái khu này thì theo thông tin được biết là tầm 6.000 m², 6.000 m² cả nhà nha. Xây thì mấy phòng đó. Đó là cái khu vực toilet rất là dơ cả nhà. Ồ, cái gì kêu ghê ta. Thì bây giờ mình lên tầng trên coi thử như thế nào nha. Ở đây thì rất nhiều YouTuber đã từng tới đây quay rồi, là từng tới quay đêm luôn, rồi kêu thấy cái này thấy cái nọ, thậm chí là tới cũng không có gì. Thì mình muốn tới lại, tại vì lúc trước á, không phải vì mình tới đây vì chuyện tâm linh, mà mình tới đây vì mình đang theo cái tư liệu để lại về cái chú họ, mình thấy rất hấp dẫn nên đi tìm từ năm ngoái tới năm nay cả nhà. Ở đây gạch đổ tùm lum tùm la hết trơn, rất là ẩm ướt, cái chỗ rất là ẩm ướt. Cho đây cái khu nhà của cô biệt thự này á, nó gần như còn nguyên luôn cả nhà, nó gần như còn nguyên, nó không phải bị hư hao nhiều. Thì cái cơ cấu gì cái chi tiết nhỏ như đường ống nước điện hay là muốn xây dựng lại mình thấy cũng khá là dễ. Nhưng mà không hiểu sao khi mình hỏi những người số người dân ở đây cái gì, là họ kêu là đã mấy cái người tới đây đã đầu tư để khai thác làm khách sạn du lịch, nhưng mà tới đây đều không có gọi là được cái gì cả, nên người ta đành phải bỏ đây.
đây là cái khung cảnh ở đây có thể hướng về biển được cả nhà, khá đẹp. Bên đây thuộc là Long Hải nha cả nhà nha. Nhìn rất là đẹp luôn. Chứng minh được điều này là chỉ có trên sách vở và trên phim ảnh thôi. Giờ thì mình lên tầng thứ hai. Bên đây là cái con chim phượng hoàng này. Gần như còn nguyên bản luôn cả nhà, sơn màu xanh. Nó vẫn còn nguyên bản và những cái nét của nó mọi người thấy không? Còn rất là đẹp. Thì cầu thang bên đây là có một con phượng hoàng và bên đây là có một con dòng nè cả nhà. Ở bên đây có một con dòng này. Chim phượng hoàng thì nhìn rất to và rất rõ. Và đây có con dòng này, cũng màu xanh luôn. Cho đây sao mình nghe tiếng xào 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 á, không biết có người không. Nhưng mà nghe tiếng xào xào. Ôi giỏi giang luôn nha, thật sự mà nói giỏi giang nghe tiếng xào xào luôn, không phải là mình đi quay này là mình review thôi, mà không theo chuyện tâm linh, nhưng mà có lạ cái là mình tới thì có tiếng xào xào giống như có người trên đây luôn cả nhà. Và trên đây như cái tầng dưới luôn cũng có một cái khung để vô nha, nhìn thấy biển cả nhà thấy không, nhìn thấy biển ở phía bên xa xa thì là bãi biển luôn. Rõ ràng mình nghe tiếng xào xào luôn nha. Đây không phải là nói để cho mọi người sợ hay là gọi là ấy đâu, nhưng mà không hiểu sao lại chứ đây là cái máy vườn thôi nha. Và có một cái sợi dây chính giữa máy vườn luôn. Thì nếu mọi người mà biết cái chuyện mà con ma nhỏ hứa thì chắc chắn sẽ biết được câu chuyện của cô gái Hứa Tiêu Lan. Nhưng mà nói lại là cái cô gái Hứa Tiêu Lan đó, khi mà người thân còn sót lại đã đi nước ngoài hết rồi thì có về thăm cái ngôi nhà 99 cửa ở thành phố Hồ Chí Minh. Và mình hỏi những người ở đó thì họ nói là không có người con gái nào tên Hứa Tiêu Lan trong cái sổ gia phả của dòng họ nhà họ Hứa. Thì ông Hứa Bổn Họ thì cũng xin nói thêm luôn, tại vì mình đã từng làm video trước rồi, cũng nói lại thì nó sẽ mọi người coi cũ thì nó sẽ hơi gọi là nhắc lại, nhưng mà mình nghĩ chắc rất nhiều người chưa biết, và sau này có nhiều bạn chưa coi cái video đó của mình. Thì cái chú họ tên thật là Hứa Bổn Họ, Hứa Bổn Họ cả nhà nha. Và ông đã là một người từ Trung Quốc qua đây thì ông đã
buôn bán gầy dựng lên một cơ đồ luôn, gọi là trên thành phố ngày xưa của ông là có trên 3.000 ngôi nhà, 3.000 ngôi nhà nha cả nhà nha. Cái đây rất là nguy hiểm này. Mọi người thấy không? Là trên đây chúng ta có thể ngắm được biển luôn. Ở thì mình đã lên cái máy vòm ở đây rồi. Lên trên đây thì mọi người có thể bên kia hình như là Vinh Cô cả nha. Bên phía bên kia là Vinh Cô kìa. Còn ở đây là bãi biển nè. Dưới là công trình. Ở đây là cái đỉnh chốt trên ngôi nhà luôn. Chúng ta nếu mà tra trên bản đồ có thể nhìn thấy được cái đỉnh chốt trên cái bản đồ luôn cả nhà. Cái chốt tròn tròn nè. Ở đây mình thấy là có người cúng thắp hương luôn cả nhà nè. Thì thử hỏi tại sao nếu mà không có sự tâm linh nha, mình thì không chuyên về mê tín lắm, nhưng mà nếu mà không có sự tâm linh, thử hỏi tại sao rất nhiều đời chủ tới đây để quản lý cái ngôi biệt thự này và đã sửa lại cũng rất là nhiều lần để mà cho khách thuê người ta ấy. Nhưng mà không hiểu sao, không hiểu sao là người ta bỏ hết luôn. Lần nào cũng vậy, bây giờ hiện tại cái ngôi biệt thự này vẫn chịu sự một quản lý của một cái chủ khác, nhưng mà người ta vẫn không có làm cả nhà, người ta vẫn bỏ hoang luôn. Và mình tới mình thấy là người ta đã sơn phết lên cũng mới hơn là so với là những cái bạn YouTuber lần trước đi, nhưng mà mình thấy vẫn bỏ hoang chứ không có sơn sửa gì nhiều. Và đây là cái nơi mà thấy có người ta cúng nước ngọt là bánh trái nè, và có thắp hương hương luôn cả nhà, thắp mấy cái nhang nè. Và nghe đâu nói thì trên đây người ta cũng lên nghe nói linh thiêng và cầu cơ rất là nhiều. Thì không biết là cái sự việc linh thiêng về cái chuyện đó có thật hay không, nhưng mà nơi đây là một cái tàn tích còn sót lại của bên nhà chú họ một người Hoa tên là Hư Bông Hoa đã từng tới đây và lập và xây lên cái ngôi biệt thự này, thì nó còn tồn tại tới bây giờ. Đó là một điều sự thật. Còn cái chuyện tâm linh nữa là có rất nhiều cái lời đồn thổi, nhưng không biết là thật sự nó như thế nào. Thì đây mọi người, nếu đi đây là chật chân là rất nguy hiểm, là rất là cao. Đó, rất là cao nha, chứ có dưỡng đâu đó. Mình đang đứng trên tầng như đây. Và ở đây là mình thấy có một cái sợi dây nè. Đi không cẩn thận là dớt xuống rồi, để tay nghiêng chân chết luôn cả nhà. Và trên đây mọi người thấy không, có sợi dây để leo lên trên cái đỉnh kia. Thì không biết người ta leo lên làm cái gì nữa. Trên đây thì mình đi có mình thôi, cũng không ai cầm máy quay cho mình leo được, nên mình cũng không có leo làm gì. Thì đây là cái toàn cảnh cái xung quanh của cái máy vòm cả nhà. Nếu coi trên bản đồ trên điện thoại vẫn có thể thấy được cái máy vòm này luôn nha. Đấy, và đây thì mình thấy có mấy sợi dây nè. Sợi dây này mình thấy khá lâu rồi, từng coi các anh em YouTube khác làm từ năm trước vẫn có rồi. Bây giờ thì vẫn còn, nhưng mà không biết thì do người dân treo hay là có mục đích gì không mình không biết. Đây cả nhà. Cái kéo căng thì nó nằm trên đây. Có một cái kéo thì người ta để người ta leo lên cái vườn đó. Mà mình nghĩ chứ trong chả có cái gì đâu, thì mới vườn nó chỉ có gì thôi mọi người. Người ta gắn cái sắt nào mọi người thấy không? Còn cái này leo lên nếu mà tuột rồi cũng rất là nguy hiểm, tại cái sắt nó đã nghiêng một bên rồi. Ồ, ghê quá. Lần này thì vẫn có cảm giác là lạnh luôn cả nhà. Tuy là buổi trưa nắng nha, ở dưới đường là dân cư sống rất là đông đúc chứ không phải không đâu. Ở thì cũng qua khá lâu năm nên những cây sắt ở đây cũng đã là mục rồi cả nhà. Nó cũng mục dần đi. Tại đây gần biển mà gió như là thời gian nữa, cái gì cũng vậy, nó làm phôi phai đi và nó hư hao rất là nhiều. Quá lâu rồi mà thì làm sao nói được. Sắt giờ nó cũng về phần bên ngoài cũng đã dị sát luôn á. Rồi nãy giờ mình cũng đi vòng vòng một phía từ dưới lên trên rồi. Giờ mình đi xuống lại coi thử có gì không. Sắt thép đây nó đã mục hết rồi cả nhà nha. Tuy là nó to, to bằng ngón tay cái giờ đâu. Nhưng mà loại sắt ngày xưa rất là bền, chứ không như sắt bây giờ. Sắt xưa là
chất lượng rất là tốt. Tại vì mình từng quay nhiều căn nhà của Pháp á, thì mình biết nhà cổ hồi trước á, mình đã tham quan rất là nhiều rồi. À thì cũng xin nói luôn là cái ngôi nhà của chú họ đây á, thì xây theo cái kiểu Pháp ngày trước, Pháp ngày trước đó. Đó cái kiểu cách và cái mái vườn và cái vùng cửa cũng vậy, nó theo kiểu châu Âu ngày trước nên rất là đẹp. Cái thời đó chắc thời kỳ Pháp thuộc rồi. Và chú họ, nếu mình mọi người mà có muốn biết chú họ là người như thế nào và nó chắc hơn á, hôm nay thì mình đi mình chỉ review cái ngôi nhà thôi, còn muốn chắc hơn mọi người có thể tìm trên cái kênh của mình là kênh YouTube TV86, mọi người có thể coi lại. Và tại vì mình làm tới mấy clip của chú họ là dù đi tìm một con gái Hứa Tiểu Lan cho mọi người xem, nhưng mà nó đang là một vấn đề đang gây tranh cãi luôn cả nhà, đang gây tranh cãi giữa cái người đang tìm kiếm nha. Chứ còn bây giờ cả trăm năm rồi mọi người cũng chắc là ít có ai biết, nên khó mà câu chuyện tranh cãi giữa mà những người làm như mình đó để đi tìm kiếm thôi, chứ còn ngoài ra thì cũng mà để mà ấy thì ít ai biết lắm. Tại vì có hai cái trường hợp, một trường hợp đó là trên phim, trên báo chí nói là chú họ có hai người con gái, có một đứa con gái nữa, có mấy người con trai, một người con gái. Tại vì con trai của ông á là khi mất á là có chôn ở ngay nghĩa trang Triều Châu ở gần Dĩ An luôn cả nhà, ở gần chùa Châu Thới mình đã quay rồi nha, quay ngôi mộ của gia đình chú Hứa Bốn Họ rồi. Còn chú Hứa Bốn Họ là khi ông về già là ông có qua Trung Quốc, ông thăm nhà, thăm quê hương, nhưng mà khi qua đó là ông chết và được chôn tại bên đó luôn. Và nghe đâu nói một cái người mà đã từng coi kênh của mình, cái chú đó cũng rất lớn tuổi rồi, thì đã từng nói là cái bộ bên đó xây rất là đẹp, cũng và có người ta bên Trung Quốc á, ngay cái chỗ mà quê hương của chú đã xây luôn một cái chỗ gọi là giống như là tưởng niệm lại luôn, tại vì chú rất là giàu, qua đó biết chừng giúp cũng khá nhiều. Thì mọi người nghĩ đi, ở bên Việt Nam mình là ông chú họ này có khoảng trên dưới 30.000 căn nhà ở thành phố nha, Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Đình nha cả nhà nha, gần hoặc bằng khoảng 30.000 căn nhà Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Đình là ngày xưa là ông rất là nổi tiếng. Tính ra là cái ông mà ông Quách Đàm á xây Chợ Lớn là chỉ có một phần thôi, của chú họ xây rất là nhiều. Thì được biết đó là cái chỗ mà cái đình của cái ông gì ở chợ Bà Chiểu cả nhà, mình quên mất, tự nhiên đang đi quên mất luôn. Thì chú họ có góp khoảng là hình như là 100 hay là 200 đồng tiền Anh ngày xưa, mà 100 200 ngày xưa rất lớn, chứ không phải một số tiền rất là khủng. Thì nãy giờ mình cũng đã review sơ qua hết toàn bộ căn nhà rồi. Thì mọi chỗ góc khách ngồi chữ cái toilet thôi, mình không review tại vì nó dơ quá cả nhà. Chứ còn những chỗ khác mình đã review nó muốn hết rồi. Thì về cái phần tâm linh thì mình thấy cũng yên ả thôi. Tại vì mọi người biết là dân cư ở đây sống rất là đông đúc nha, rất là đông đúc. Và ban ngày thôi, nhưng mà không, ban đêm thì không biết sao, cái đó mình không dám nói trước. Tại vì cũng có hai mặt của nó. Bây giờ là mình hiện tại mình đi ban ngày nên cái sự mà có hay không thì cũng chưa dám xác định. Nhưng mà ban ngày thì rất là yên ả, chỉ có vắng vẻ thôi và một cái cảm giác dờn dờn lạnh người, giống như là mình bước vào một cái thời của người trước người ta ở rồi đó, nên mình cũng sẽ có cảm giác mà lạnh cả nha. Thật ra đến đây mình muốn tới rất lâu rồi nhưng mà chưa có dịp đi Vũng Tàu. Nhưng mà đi Vũng Tàu thì nó làm không nằm thuộc Vũng Tàu ngôi nhà nha, mình đi xuống thành phố Vũng Tàu mình xong mình tìm lại, có giúp cột nằm trên Long Hải, ở Long Hải phải chạy lại cũng gần 20 mấy cây, chạy đến đây lại. Thì nơi đây đồn thổi rất là nhiều về cái chuyện rồi ma quỷ cầu xin đề đếm rồi đủ thứ đó, thì không biết là có thật hay không thì không biết, nhưng mà tới đây thì thấy cũng rất là bình dị, bình lặng. Thì giống như cái video của mình cũng giống như một chút gì đó để luôn là chứng minh cái điều đó nó có hay không. Ở đây cũng khá đẹp, nhưng mà có một lý do là không hiểu tại sao là người ta qua bao lời chủ mà người ta không thể nào làm và kinh doanh được cái nơi đây và không thể nào nó phát triển được. Hai nữa là con gái Hứa Tiểu Lan, cái người con gái của chú họ Hứa Tiểu Lan là có thật sự là nghe nói chôn khi mất rồi á, mà một thời gian có nhiều người lời đồn báo chí nói là chôn về sau góc nhà chính chính cửa thành phố. Và có một cái thông tin khác là nói khi mà cô gái Hứa Tiểu Lan đó mất thì chưa mất á,
là khi bệnh là cho xuống đây để an nghỉ dưỡng và được mắc tại đây và chôn tại đây. Nhưng mà không biết như thế nào, nhưng mà có một cái người cũng là người Ho, cái chú này người Ho đã từng coi trên kênh của mình là biết mồ của cô Hứa Tiếu Lan ở đâu, nằm ở Đồng Nai cả nhà nha. Nằm ở Đồng Nai khu vực Long Thành, nhưng mà cái chú đó nói nếu mà sau này có về Việt Nam á, bây giờ chú đó đang ngoài, nếu mà về Việt Nam thì sẽ dẫn mình tới để tìm lại cái cô mộ, cái mộ của cô gái tên là Hứa Tiếu Lan, là để cho con xem thử được chứng minh giữa hai cái đường lối nó khác nhau nó hay là nó như thế nào. Đó, thì đây là câu hỏi, và nếu mà muốn biết câu hỏi phải tìm ra cái chứng cứ mới biết được cả nhà, tại vì mình làm luân lưu năm ngoái tới giờ để tìm nó cũng rất khó khăn. Và các bạn thời này chắc có lẽ là một cái gì đó tâm linh ở cái nơi đây, hay là có lẽ là cái chủ của cái ngôi này đang quản lý ở đây á, thì người ta cũng để một cái bài mà trang rước hương nhang vào đàng hoàng để mãi đó, giống như một sự gì đó nó có còn hơn không cả nhà. Thì sẵn tiện mình tới đây mình cũng xin phép thắp nhang luôn, thì mình cũng dừng video chúc mình thắp nhang luôn cả nhà. Thì khi người ta đã lập bàn thờ ở đây rồi thì đương nhiên sẽ có một cái gì đó nên mình thắp nhang để giữ là cái lòng tôn trọng của mình đó, để giữ cái người nếu mà có người ở đây luôn. Thì mình cũng thắp mấy nén nhang giống như cái sự tôn trọng của mình đối với những người ở đây, nếu có thì cũng giống như mình gửi một cái gì qua những nén nhang luôn. Giờ mình đi ra ngoài để mà đi xuống, thì ngôi nhà thì có bao nhiêu đó thôi. Còn muốn tìm hiểu thêm thì hãy tìm trên kênh YouTube TV 886 của mình để mà xem lại. Và rất mong là cả nhà có gì ủng hộ kênh mình luôn nha. Và rất mong là cả nhà bấm chuông đăng ký để theo dõi kênh của mình, cũng giống như một chút gì đó gọi là động lực cho cái kênh của mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì mấy cây sứ này mình nghĩ chắc cũng lâu năm lâu đời lắm rồi. Nhìn cái tàn là biết rồi cả nhà ha. Góc chiếc rồi là biết rồi. Đó, qua đây là cái cảnh vật trước ngôi nhà biệt thự này, nếu so với những năm trước là khá không muốn cả nhà nhỉ. Bây giờ nếu mà tu bổ lên thôi cũng đã đẹp biết chừng nào rồi, so với thời bây giờ cũng hồi chi là những năm trước.